Rồi xin chào cả nhà. Đây phép lên cái BCS. BCS này như là đời 2011 ấy. À đây, nó có cái tem đát là dễ phân biệt nhé. Đây, đúng rồi. Hàng 2011. Xe này đi 60.000 cây nha anh em. 60.000 cây rồi. Đúng sức Odo nó thì phải như vậy thôi. Tại 2011 tới giờ nó cũng 10 năm rồi, ít ỏi gì nữa. À, xe này bữa nó gãy cái về trước mà đặt mua không có được. Nó bị gửi tét. Mở ra rồi sao rồi nó bị sức luôn, không có tính hàng mà không được rồi. À, mà cái hãng xe thì bây giờ người ta đâu có làm nó đâu. Người ta cũng nghĩ ra thành ra mua không được nha anh em. Để phép báo trước để biết anh em về đó, anh em bình yếu mới sạc lại nữa nè. Anh em về anh em khi nào mà có điều kiện thì mua thay nó dùm cho em. Ở đây mua đồ khó lắm. Sạc bình đồ lại. Xe này máy móc nguyên zin nha cả nhà. Máy zin im á. Lông lá là anh em biết rồi. Cái hình nó như con trâu vậy đó thì không. Nó không thể nào tránh khỏi mà cái chuyện mà chạy chỗ chứ. Đó thì người ta cũng tút tát mà nó đẹp hết rồi. Đó, mình về mình đi thôi. Máy này dính keo. Keo nha anh em. Lấy xăng rồi là chùi nhẹ ra. Thấy không? Nè, như mấy cái này nó chạy á. Đó, cho nó nhỏ quá, nó chạy người ta cũng phải làm cho nó đẹp chân ha. Đó. Xe nhỏ nhỏ, xe tầm trung mà nó còn chạy nó chi, cái xe này nó bự lắm. Đâu đó rõ ràng à, vừa ý thì dứt thôi. Giá phải báo luôn 22 triệu nữa nha. Còn hồ sơ giấy tờ thì tính sau rồi thêm tiền. Chứ bây giờ cũng không rút được nữa. Không có biển sẵn rồi đi thôi, giấy tờ đầy đủ. Bỏ em bó sao vậy? Xe anh Trương hả? Nó thắng bên đây bóp không đầy được. Vậy là phải bóp thắng bên đây. Bên đây rồi anh tay quay sầu đầy đây. Cù gối vô. Rồi, nổ rồi. Ghi đông chằn ha. Dòng xe ga ghi đông chằn nhìn quái. Máy im ru rồi nè. Máy rất là im luôn. 22 triệu ha. Mâm nè anh em, dâm mâm. Mâm thẳng băng nha, không quanh không nhảy nha nè. Rồi với nó ok. Không quanh không nhảy nè, đẹp nè. Rất đẹp luôn. Bây giờ xe ga này nó tầm giá này thì cậy anh em bây giờ. Bà dầm bắn thì dầm bắn đi chứ, nhưng mà chỉnh chu rồi. Mình đi thôi. Thấy không? Mấy như mình mua xe cọp, xe kẹ, mình mua xe giá cao thì mình phải tính tới vấn đề đó. Từng chi ly, từng chi ly. Còn mình mua xe cái tầm giá này mà hãng Honda ha, phun xăng điện tử xịn sò thì nói như vậy là ok rồi. Đẹp không hồ rồi, đẹp 22 triệu à. Cái này đi đầm lắm á. Còn cái về nó còn khúc trước. Có mua có chốt mình nhớ nhắc phép để vô cốp luôn. Về có gắn thì gắn. Đó, máy im lắm. Máy lọc. Cái này cũng có sơn rồi nha. Biết có chưa nhờ, đẹp quá vậy ta. Mà tóm lại là nhìn nó là ok anh em á. Giờ ngồi đã sôi cũng căng. Máy zin im. Đèn đốm. Mấy cái này mới mất tiền nè. Ok. Đó, đèn đốm đồng hồ rồi đó. Nó là mua thúng tiền lắm. Mức lý xích nè. 22 triệu ha. Hồ sơ zin tiền. Lên ga cái nữa cho anh em nha. Không quanh nhảy ha. Chỉ số 68T1 05803 nha nè. Rồi anh em chốt thì liên hệ với phép nha nè. Số điện thoại 0948 669949 nha nè. Cửa hàng xe máy Khánh Phép tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ bản đồ Google Maps thì cứ search cửa hàng xe máy Khánh Phép ha. Nó sẽ thể hiện những thông tin đầy đủ trên đó. Rồi, xin cảm ơn.